tranh thủ hoàn tất những công việc còn lại chuẩn bị cho hội nghị ngày mai, từ việc trang trí khánh tiết, âm thanh ánh sáng, công tác vệ sinh, khu vực đón tiếp khách, rồi mới chuẩn bị hành trang cho buổi tác nghiệp ngoài thực địa. Khác với phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, họ có đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, có đầy đủ quỹ thời gian đầu tư cho tác phẩm, và đặc biệt họ có trong biên chế. Còn với những phóng viên không chuyên ở các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 2 thì đều 20, không biên chế, không được đào tạo cơ bản về chuyên ngành báo chí. Tính chất công việc đòi hỏi phải có tư duy về báo chí, hiểu biết am tường về lĩnh vực công tác quân sự quốc phòng và các vấn đề xoay quanh đời sống xã hội. Vì thế, mỗi cán bộ, nhân viên làm công tác báo chí kiêm nhiệm này đều có chung lòng nhiệt huyết, tinh thần dấn thân, có tính sáng tạo và đều thực hiện được các nhiệm vụ theo kiểu đa chức năng. Là một nhân viên tuyên huấn thì phải kiêm nhiệm rất nhiều công việc khác. Để đảm bảo được công việc thì chúng tôi phải sắp xếp thời gian và phải cố gắng hết mình. Cái khó khăn trong công tác này là chúng tôi không được đào tạo cơ bản về chuyên ngành báo chí, mà nghiệp vụ báo chí bây giờ càng ngày đòi hỏi càng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng rất phải nỗ lực, phải cố gắng, phải học tập, phải nghiên cứu thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền. Nếu chỉ tự mày mò mà thiếu đi việc học tập từ các nhà báo chuyên nghiệp thì khó có thể đáp ứng yêu cầu nhanh, đúng, kịp thời, hiệu quả, nhất là mỗi khi gặp các tình huống như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh. Những lúc được thực tế như thế này, với Thượng úy Nguyễn Anh Vũ và đồng đội luôn cảm thấy bổ ích. Học nội dung, học cách biên tập, chọn hình và cả trình bày maquette để tự biết chỉnh sửa ngay trên chính những tác phẩm của mình, ngày càng hoàn thiện và phấn đấu đạt đến ngang tầm sản phẩm của các nhà báo chuyên nghiệp, đáp ứng sự đòi hỏi tất yếu của báo chí hiện đại. Sự tận tâm tận lực trong tìm tòi, khai thác và tinh thần làm việc miệt mài sáng tạo đã giúp cho Thượng úy Nguyễn Anh Vũ cùng với đồng đội thực hiện và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, khẳng định rõ nòng cốt trong thực hiện các chỉ tiêu công tác tuyên truyền hàng tháng, hàng quý, hàng năm được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan báo chí ghi nhận, đánh giá cao. Một trong những điểm nhấn trong công tác tuyên truyền thời gian qua ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái là đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Sự vào cuộc của các cấp các ngành, nhất là lực lượng vũ trang trong giúp đỡ nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, qua đó cổ vũ, động viên và phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, tích cực giúp đỡ nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Trong thời gian vừa qua có thể nói là sau khi mà chúng tôi gặp mặt cái báo chí đầu năm và rút kinh nghiệm những cái điểm mà chúng ta còn phối hợp chưa chặt chẽ, thì cơ quan báo chí của tỉnh cũng như các cơ quan của Trung ương đóng trên địa bàn và hoạt động tuyên truyền của Bộ Chỉ huy tỉnh đã phối hợp rất hết sức chặt chẽ và hiệu quả. Thì tôi có dự hội nghị tổng kết năm đánh giá về hoạt động của cái ban chỉ đạo 35. Tôi nói là để cho các bác ở ngoài địa phương đánh giá là chuẩn mực nhất. Chứ chúng ta nói là một chuyện nhưng ở bên ngoài đánh giá. Tất cả các bác mà trong hội nghị đó, các nhà chuyên gia khoa học ấy, người ta đánh giá là cái công tác tuyên truyền và công tác định hướng tư tưởng và nắm bắt tình hình của lực lượng vũ trang nói chung thế và của quân sự của chúng ta rất là tốt. Mà đặc biệt đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng rất là biểu dương. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, tổ chức khai thác, biên tập được 67 chương trình chuyên mục phát thanh và truyền hình quốc phòng toàn dân với tổng thời lượng hơn 1.000 phút, 35 chuyên trang với gần 1.800 tin, bài, ảnh, phóng sự đăng tải ở báo Yên Bái, báo Quân khu 2, các báo trung ương và đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức. Có thể nói thì qua một cái thời gian dài coi như là thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền trên báo Yên Bái thì chúng tôi cũng khẳng định rằng coi như là báo Yên Bái đã làm khá tốt cái nhiệm vụ tuyên truyền cho lĩnh vực quốc phòng toàn dân, và thông qua đó thì coi như đã góp phần xây dựng cái hình ảnh người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ cũng như là nâng cao cái nhận thức, cái tầm hiểu biết về công tác quân sự, công tác quốc phòng tới với toàn dân và góp phần coi như là xây dựng khu vực
Yên Bái trở thành cái khu vực phòng thủ vững chắc. Giờ hành chính không đủ, tranh thủ làm ngoài giờ, buổi tối đã trở nên quen thuộc với cán bộ, nhân viên, ban tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Rời máy ghi hình, máy chụp ảnh, việc đầu tiên của các anh là kiểm tra, thu xếp hội trường và tất cả những việc gì thuộc về bộ phận của nhà văn hóa. Một chương trình truyền thanh nội bộ thường nhật cũng được các anh chuẩn bị chu đáo. Giờ chỉ có việc mở máy cùng một số thao tác quen thuộc, chương trình phục vụ cán bộ chiến sĩ, cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được truyền tải đúng theo kế hoạch, chưa bao giờ để sai sót về nội dung, lệch về thời gian, tất cả như đã được mặc định. Cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi đối với lực lượng làm báo không chuyên, đó là thứ nhất, chúng tôi phải đảm nhiệm trên vai trò kiêm nhiệm rất nhiều nội dung. Một đồng chí có thể đảm nhiệm rất nhiều việc trong một ngày. Cái thứ hai, chính vì thực hiện rất nhiều nội dung đó, do đó cái thời gian đầu tư cho tác phẩm thì chưa được nhiều, cơ bản là tranh thủ vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Và cái thứ ba, đó là cái tính chuyên nghiệp và cái kỹ năng về thực hiện các tác phẩm nó chưa được cao. Ngoài ra, chúng tôi còn phải thực hiện các nội dung liên quan đến chuyên trang, chuyên mục phát sóng trên các đài phát thanh truyền hình địa phương hàng tuần và hàng tháng. Với phương châm giỏi một việc nhưng biết nhiều việc để sẵn sàng thay thế, gánh vác cho nhau, Thượng úy Lò Đức Quang, trợ lý tuyên truyền, là người được đào tạo chuyên ngành tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ những năm 2017. Anh thường xuyên dành thời gian trao đổi với đồng đội để tìm ra những góc quay phim, chụp hình, đảm bảo yêu cầu của thể loại báo hình là truyền tải nội dung thông qua từng khuôn hình, cụm cảnh, hàm chứa tính nghệ thuật cao. Đồng chí Quang là người được đào tạo cơ bản về báo chí nghiệp vụ, nên trong quá trình tác nghiệp, đồng chí thường giúp đỡ chúng tôi trong quá trình như là dựng hình, viết bài. Hai nữa là bản thân tôi trong quá trình tác nghiệp thì thường xuyên là chịu khó học hỏi về báo quân đội, báo truyền hình quân khu 2 và được các đồng chí đồng đội, các anh đi trước để hướng dẫn tôi để trong quá trình tác nghiệp. Đều đặn mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ 15 phút, chương trình quốc phòng toàn dân được cán bộ nhân viên ban tuyên huấn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với phòng chức năng của đài sản xuất phát sóng định kỳ vào tối mùng 7, tối 22 hàng tháng và nhiều tin bài phóng sự phát trong các chương trình thời sự của đài tỉnh. Đặc biệt, chương trình quốc phòng toàn dân đã được đài phát thanh và truyền hình tỉnh biên dịch phát sóng trong chương trình tiếng Thái, tiếng Mông, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Cùng với đó, hàng trăm tin bài ảnh phóng sự được đăng tải trên báo Sơn La, báo Quân khu 2, báo Quân đội Nhân dân và sử dụng trong chương trình truyền hình lực lượng vũ trang Quân khu 2, truyền hình quốc phòng Việt Nam. Chúng tôi đã tập trung vào cái việc và nâng cao chất lượng và duy trì tốt cái chuyên mục quốc phòng trên sóng của đài phát thanh truyền hình Sơn La, trả và tuyên truyền các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương khác như chương trình về uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công tác dân vận kết nghĩa và các cái hành trình quân đội chung tay giúp đỡ người nghèo và lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng nông thôn mới và nhiều nội dung quan trọng khác theo cái kế hoạch đã ký kết phối hợp tuyên truyền giữa đài phát thanh truyền hình Sơn La và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Vì vậy mà chất lượng các cái chương trình chuyên mục chuyên đề của đài luôn được đảm bảo với chất lượng cao nhất. Thực tế cho thấy khi xảy ra thiên tai dịch bệnh, ống kính của những người làm báo chiến sĩ lại là những người có mặt đầu tiên để ghi những thước phim, chụp những tấm hình có tính thời khắc. Nhiều khi quên ăn, quên ngủ, xử lý phần hậu kỳ để kịp truyền tải đến với các cơ quan thông tấn báo chí. Bởi thế, những người làm báo quân khu 2 tất yếu phải đòi hỏi tính yêu nghề, đặc biệt với các thông tin viên, cộng tác viên, cần nhiệt huyết của bản thân và sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Đây chính là nguồn động lực, là cơ sở thuận lợi để thông tin viên, cộng tác viên hoạt động hiệu quả. Để xây dựng được cái đội ngũ này cho nó hiệu quả thì đòi hỏi cấp ủy chỉ huy đơn vị là phải quan tâm bố trí các đồng chí là có cái lòng nhiệt tình, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm, đồng thời là tham gia chỉ đạo bồi dưỡng để xây dựng nâng cao kỹ năng hoạt động của các đồng chí này. Còn đối với từng thông tin viên cộng tác viên ấy, vai trò quan trọng nhất đấy là cái
phát huy trách nhiệm, tự học, tự rèn và phối hợp với các cơ quan báo chí của quân khu cũng như là ở địa phương để nâng cao trình độ của mình lên và phát huy vai trò trách nhiệm. Đấy là cái nhiệm vụ tuyên truyền của đơn vị. Báo quân khu 2 thì rất trân trọng và đánh giá cao vị trí, cái hiệu quả của đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên và sẵn sàng phối hợp với cấp ủy chỉ huy đơn vị để bồi dưỡng, tạo cơ hội tốt nhất cho các đồng chí thông tin viên, cộng tác viên được cống hiến, được công tác để trở thành những nhà báo ở đơn vị cơ sở 5 trong 1. Trên thao trường, người cầm bút cũng sẵn sàng hóa thân thành ca sĩ, nghệ sĩ, những hạt nhân cốt cán hòa chung với nhịp sống thao trường nắng gió. Bản sắc văn hóa vùng miền được hòa quyện vào nhau, môi trường quân sự trở nên phong phú và nhiều ấn tượng cho chiến sĩ trẻ tuổi 20. Những nhà báo, chiến sĩ đều có khả năng linh hoạt, thích ứng với từng điều kiện cụ thể. Bám bộ đội, vượt cửa mở, dấu chân những người làm báo, mang quân hàm đã không ngần ngại hiểm nguy, gian khó, theo sát từng chi tiết, để lại những khoảnh khắc bên nòng súng, bên những trận địa, khẳng định rõ bản lĩnh tôi rèn của những nhà báo, chiến sĩ. Những thước phim này cũng là nguồn tư liệu quý, phục vụ công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng an ninh, kịp thời động viên quân và dân trong xây dựng quê hương, đất nước. Với cán bộ, phóng viên, báo, truyền hình quân khu 2 luôn biết phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng trưởng thành và thể hiện rõ bản lĩnh đã được tôi rèn ở mọi lúc, mọi nơi. Tích cực khai thác thông tin, phản ánh đa chiều, xoay quanh đời sống bộ đội. Thường xuyên cùng với lực lượng thông tin viên, cộng tác viên, lặn lội khắp các bản làng, nơi vùng sâu, vùng xa, tìm hiểu, khai thác, phản ánh những khó khăn và nhu cầu thực tế của bà con dân bản. Sẵn sàng chấp nhận, xả thân, không tiếc công sức và lao động đầy sáng tạo, góp phần quan trọng, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Chúng tôi đánh giá rất cao cái tính làm việc chuyên nghiệp, khoa học và cầu thị của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của truyền hình lực lượng vũ trang quân khu 2. Nó thể hiện ở trong cái việc các đồng chí đã rất chủ động để xây dựng cái kế hoạch tuyên truyền hàng tháng, hàng quý, năm, bám sát với sự chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo quân khu. Bên cạnh đó cũng đã có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ, hiệu quả đối với các phòng chuyên môn của đài tỉnh để đảm bảo cái chất lượng, tiến độ, thời gian phát sóng chuyên mục, tuyên truyền, phản ánh một cách chủ động và hiệu quả công tác quân sự quốc phòng của quân khu 2 để góp phần nhân lên niềm tin và lan tỏa hình ảnh của người lính bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, báo chí trong thời gian tới, báo Quân khu 2 sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, đổi mới, sáng tạo trong tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên ở các cơ quan, đơn vị, phấn đấu mỗi người đều biết ghi hình, chụp ảnh, viết tin, viết bài và xử lý phần hậu kỳ ngay từ cơ sở. Để những người làm công tác báo chí không chuyên này sẽ sớm trở thành những người làm báo 5 trong 1, luôn say sưa với công việc và luôn tôn chỉ mục đích của báo chí, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.